chào quý vị các bạn. Hôm nay Bình Sơn giới thiệu với các bạn một cái mẫu cưa mới của bên của hãng Husqvarna, đó là cưa Husqvarna 125. Các bạn có thể thấy được kích thước của chiếc cưa 125 này. 125 thì nó là hàng chính hãng của Husqvarna nhưng mà là model sản xuất tại Trung Quốc. Nên là giá của Husqvarna 125 thì giá nó hợp lý hơn các cái dòng cưa cũng có công suất tương tự và sản xuất tại Mỹ. 125 và 135 thì công suất được gần tương tự nhau, nhưng 135 thì sản xuất tại Mỹ, còn 125 thì sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì hai cái dòng máy này nó đều có công suất nó tương đương với nhau. Đối với dòng 135 thì không có bảo hành chính hãng của, tức là có cam kết hàng chính hãng nhưng mà không có bảo hành. Còn 125 là bảo hành 6 tháng. Các bạn có thể thấy hình thức 125 tương đối rất là ok, rất là đẹp, bóng. Đây là logo của hãng lập nổi trên nắp lọc gió. Đây là 6 bước để khởi động chiếc máy cưa này. Đây là công tắc bật tắt mở, và đây là bên phần bơm le gió. Chiếc này nó thiết kế khác với 135 là phần le gió và phần công tắc nó không phải đi liền với nhau, nó riêng rời với nhau, nó không phải là công tắc kép. Với chiếc này thì nó công suất tương đương, công suất của nó là 40 mấy cc, không nhớ, 40 phẩy mấy cho cái khối thì là nó tương đương với con 135. Hai chiếc này công suất tương đối nhau, khác nhau đúng là hai mã này, một mã sản xuất tại Mỹ và một mã sản xuất tại Trung Quốc. Đây là bên phần bộ phận đổ xăng và đổ xăng pha nhớt. Đây là phần nhớt ra máy, các bạn có thể thấy được trên nắp nó đã có hướng dẫn, và khi mà mình dùng đúng tỷ lệ nhớt của hãng thì người ta cũng có ghi luôn tỷ lệ 140. Đây mình phải dùng đúng dầu hãng. Ok. Bú bơm này thì các bạn biết nó cũng có tác dụng là bơm xăng lên chế tí. Chiếc này tương đối ok, chắc chắn. Phần ốc lam thì có dập Husqvarna. Có ốc này là hai ốc ham lam nên nó sẽ chắc hơn 135, chỉ có một ốc hãm thôi. Phần bô này, phần bô của nó thì chùm luôn, chùm quá lốc, lốc thì nó chỉ ăn chìm bên trong, chứ không phải như 135 thì bô nó phần dưới này trở lên, còn đây là lốc nó sẽ tràn ra tận đây, nó hơi khác một chút. Đây là chỉ nhớt Husqvarna thì 125 nó sử dụng thùng cà tông, là cái thùng bìa cà tông bình thường thôi, không phải thùng bìa cà tông bóng như các loại máy cưa và tất cả các mẫu khác của nó. Bô thì có giảm thanh, các bạn nhớ thiết kế giảm thanh phanh đi theo phần tay phanh thì đi theo phần ốp lam, tôi nói là tiện dụng. Chung là đánh giá với cái mức giá của chiếc này thì chất lượng như thế này là tương đối ok rồi, không mong chờ gì hơn một chiếc máy cưa của hãng, công suất vừa phải, chuyên sử dụng để cho công việc cắt vườn cây, cắt cành nhỏ, cầm rất là nhẹ. Một chút nữa về lam. Về lam, đây là lam hàng chính hãng. Đây các bạn có thể thấy lam, có lam hàng chính hãng này. Thì cái lam này nó là lam bi, lam sao, không phải là lam ấy. Đó là lam sao, đuôi nhỏ lam sao. Đây các bạn thấy đầu sao ở đây. Chiếc lam này thì nó sử dụng xích chân 3/8mm chứ không phải là xích 3/25. Ok, đồ tương đối dễ dàng thay thế. Hàng chính hãng thì chất lượng có thể tốt hơn. Đây là một lựa chọn hàng đầu đối với người, đối với bạn nếu mà muốn mua máy chất lượng tốt mà cái chi phí vừa phải thì đây là một cái lựa chọn tương đối ok. Hàng có bán tại Bình Sơn, các bạn liên hệ 0942425889. À đâu nhầm, không phải 0961349345, xin lỗi rồi nhầm. Ok, các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất thì các bạn có thể theo dõi ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.